Thanh Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2017. Đến với chương trình Good Morning Washington DC sáng hôm nay, Thanh Trang xin kính mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn tìm hiểu về Hội Vietnamese American Alliance. Để mở đầu, Thanh Trang xin kính mời quý vị theo dõi phần 1 buổi phỏng vấn tìm hiểu về Hội Vietnamese American Alliance do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình Good Morning Washington DC ngày hôm nay. Chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh Minh. Ngày hôm nay tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh Minh sẽ đến với lại một cái chương trình để mà chúng ta tìm hiểu về một cái tổ chức mới vừa được hình thành ở tại vùng thủ đô Hoa Tân Đốn, đặc biệt tại tiểu bang Virginia là VAA. Và cái cuộc tiếp xúc của chúng tôi cũng để nhằm tìm hiểu về tại sao chúng ta có VAA và VAA sẽ làm những cái gì và những cái lợi ích cho cộng đồng trong tương lai với VAA là như thế nào. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết xin kính chào anh Minh. Tôi xin kính chào anh Võ Thành Nhân và tôi là Minh cũng xin thân mến và kính chào tất cả quý vị, toàn thể quý vị nghe đài SBTN của vùng Hoa Thành Đốn. Khi mà chúng ta nói VAA là tại vì nhiều người trẻ đang ở vùng thủ đô Thành Đốn đang nói về ba chữ VAA. Tiến sĩ Minh có thể giải thích là tại sao chúng ta có ba chữ đó và cái đó là một cái tổ chức nó như thế nào và nó được hình thành ra sao vậy thưa tiến sĩ? Dạ thưa anh Nhân, VAA là nó chúng tôi xin tạm dịch đây là liên minh của người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Thì cái sự hình thành của VAA như anh đã nói thì nó khoảng chừng dưới một năm vừa rồi. Đó bắt đầu từ cái sự hình thành của tất cả những người bạn, những người anh em mà chúng tôi đã làm việc rất là lâu với nhau trong chính phủ cũng như trong tư nhân. Và sau nhiều năm chúng tôi quen biết, chúng tôi làm việc thì chúng tôi cảm thấy là chúng tôi cần phải trở lại để giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam và đặc biệt là cho các em Việt Nam, anh chị Việt Nam mà muốn trở thành những người lãnh đạo trong tương lai trong chính phủ của Mỹ hoặc là trong chính phủ tư nhân. Thì cái điều đó là cái điều chúng tôi muốn làm và để cho họ có muốn sự nghiệp của họ để trở nên một cách hoàn diện và mỹ mãn hơn. Thì cái điều đó chúng tôi rất là mong muốn. Cái điều nữa mà chúng tôi muốn làm cho VAA đó là tạo ra một cái môi trường mà để chúng tôi có thể phục vụ cho người Việt, cho cộng đồng Việt và văn hóa của Việt, văn hóa của người Việt Nam ở vùng Hoa Thịnh Đốn ở đây mà không có phân biệt về trên cái tinh thần bất vụ lợi và không có phân biệt về tôn giáo hoặc là về chính trị, thưa anh. Yeah. Và khi mà chúng ta nói những cái tổ chức được hình thành thì nó có 501c3, yeah. Nó có một cái mission statement và nó có một cái thành phần của những người ở trong board director, yeah. Thì hiện nay cái hội đồng quản trị cái board director đã quyết định là cái goal objective với là cái mission statement nó như thế nào rồi vậy thưa anh? Dạ yeah, thưa anh thì chúng tôi như anh từng nói hồi nãy là chúng tôi có tất cả những người bạn đã từng làm việc rất là lâu và chúng tôi sau đó được cộng tác với những anh chị mà đã từng làm trong government và trong những cái hãng tư nữa. Và những anh chị này cũng đã rất thành công trên con đường sự nghiệp của họ. Họ là những người lãnh đạo cao cấp trong chính phủ. Bây giờ chúng tôi hội họp lại để tạo ra một cái board of directors để mà cố gắng tiến bước để mà lead cái VAA going forward into the future. And VAA stands for Vietnamese American Alliance. Và muốn trở thành thành viên của VAA thì như thế nào, điều kiện ra sao vậy thưa anh? Dạ, yeah, thì bây giờ chúng tôi quan trọng chính nhất tất cả những người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt yeah. Đều welcome trở thành những thành viên của VAA bởi vì chúng tôi đó là cái niềm mơ ước của chúng tôi để phục vụ những người đó. Có lệ phí gì hay không, hay là có đưa họp bao nhiêu là một năm hay không vậy thưa anh? Dạ, yeah, thì bây giờ cái phần chính của chúng tôi là muốn focus về cái việc tạo ra cái workshop, một cái training workshop, một cái chương trình để giúp đỡ cho các em trong cái tương lai tới. Thì đó là mình nói ngày 18 tháng 3 đó. Đó là cái ngày 18 tháng 3 mà chúng tôi sẽ làm ở cái training workshop này sẽ làm tại cái trường George Mason University trong ngày 18 tháng 3 tới đây. Có hai cái câu hỏi rất là quan trọng, tại sao chúng ta chọn George Mason? Và cái phần thứ hai của câu hỏi đó là bao nhiêu cái track ở trong đó, bao nhiêu cái chương trình seminar workshop ở trong đó? Dạ yeah, thưa anh, chúng tôi chọn cái George Mason University trước tiên là chúng tôi muốn tạo ra một cái trường George Mason University, đặc biệt là cái building
của Long and Kimmy Nguyễn. Nguyễn Võ Long đó. Dạ, đó là philanthropist của người Việt Nam đó. Thì chúng tôi muốn dùng đó để mà tạo cái cơ hội. Đó là một cái nơi mà được làm training workshop rất là lý tưởng cho chúng tôi. Trong cái planning mà cho cái training á, thì chúng tôi muốn làm sao để mà keep cái cost rất là thấp để mà chúng tôi không có charge tiền cho các em. Thì George Mason University đã giúp đỡ cho chúng tôi tới đó để mà tổ chức cái ngày này với cái tinh thần miễn phí. Những cái workshop tiêu biểu mình có thể quảng bá ra cho bà con đồng hương người Việt Nam biết được không? Dạ được anh. Thì đây là một cái điều rất là tốt. Chúng tôi đã có sẵn những cái flyer, những cái program sẵn xong rồi. Và chúng tôi cũng và hôm nay chúng tôi cũng nhờ đài SBTN và nhờ anh dùng cái cơ hội của SBTN Media để truyền bá cái vấn đề này cho tất cả mọi người. Các em, các anh chị nào mà đã làm việc trong thời gian khá lâu hoặc là những em nào mới ra trường muốn có cái cơ hội mà thăng tiến hơn trong cái lĩnh vực làm việc của họ để tạo cho một cái tương lai rực rỡ hơn thì muốn học hỏi những cái chương trình chi tiết thì chúng tôi sẽ có dạy ngày hôm đó, đặc biệt là cho ba cái phần kỹ năng lãnh đạo chính. Một cái đầu tiên là communication skills. Cái điều này rất là quan trọng. Cái communication skills nó nói về cái sự tiếp xúc, cư xử và cái cách interact with people trong cái thời gian mình làm việc. Đó, thì là một người lãnh đạo, cái điều này rất là quan trọng bởi vì mình làm việc trong cái môi trường mà mình phải tiếp xúc và làm việc rất là nhiều người. Thì cái khả năng communication skills của mình nó phải rất là hoàn thiện và concise and sharp. Cái điều thứ hai mà chúng tôi sẽ một kỹ năng lãnh đạo thứ hai mà chúng tôi sẽ hướng dẫn ngày hôm đó, đó là cái situational awareness. Mà situational awareness nói đến đây á, là cái công việc mình làm chỉ là cái công việc chính của mình làm mà thôi. Nhưng mà một người lãnh đạo cần phải biết thêm á, là không những cái việc làm đó của mình, mà những cái việc làm của những người khác như thế nào. Và cái công việc của mình làm nó làm sao nó ảnh hưởng tới những việc làm của người khác và ảnh hưởng tới những cái chương trình khác. Và những ảnh hưởng tới những cái mission của cái agency nữa. Thì cái đó tạo điều kiện cho mình khi mà nói chuyện với những người lãnh đạo cao cấp khác, họ sẽ nhìn thấy cái tầm nhìn của mình nó xa hơn, rộng hơn. Và khi cái điều kiện mà tới, cái cơ hội mà tới để cho mình trở thành một người lãnh đạo, họ sẽ tạo những điều kiện đó cho mình. Thành ra cái việc làm mà situational awareness rất là quan trọng. Và cái điều thứ ba cũng quan trọng hơn nữa đó là stepping out of comfort zone. Thì như anh biết á, người Việt Nam của mình rất là thông minh, mình làm việc nào về kỹ thuật á, thì mình làm việc rất là giỏi. Và cái điều đó là cái điều hãnh diện của mình. Đôi lúc nhìn và hãnh diện của mình và hãnh diện của những người khác nữa. Nhưng mà đôi lúc nói về cái tinh thần lãnh đạo á, thì cái khả năng tự tin và lãnh đạo không những nằm ở trong cái khuôn khổ của cái kỹ thuật đó, mà mình phải tìm cách mình bước ra khỏi khuôn khổ đó để mà mình có thể lãnh đạo nhiều người khác nhau hơn. Thì cái làm sao mình có thể train được cái mindset, cái mentality của mình để mà khi nào mình có thể mình bước ra khỏi cái kỹ năng kỹ thuật chính của mình mà mình có thể vẫn có thể lead được a lot of people. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh Minh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh Minh. Chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục trong phần 2. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CEDIA, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Loraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Loraco. Một lần nữa, ghế massage Loraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Loraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Loraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1-800-483-9930,
1-800-483-9930. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tủy bò và xương ong, nguyên chất thơm ngon không chất bảo quản. Chỉ cần nửa gallon nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay 6 tô phở tuyệt hảo. Mamala Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chần chờ gì nữa, hãy tìm ngay nước cốt phở Mamala Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mamala Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi, không có sản phẩm nào so sánh kịp. Mamala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã. Chúng tôi là Phan Thuy Lan từ hệ thống Audio Now. Quý vị có thể nghe Đài Á Châu tự do bất cứ nơi nào trên toàn thế giới hoàn toàn miễn phí bằng cách tải xuống ứng dụng RFA Mobile Streamer cho điện thoại di động Android hoặc là iPhone của quý vị trong Google App Store hoặc là Play Store. Với ứng dụng mới này, quý vị có thể chia sẻ hình ảnh hoặc là video cá nhân đến đài. Một lần nữa, hãy tải xuống ứng dụng RFA Mobile Streamer cho điện thoại di động của quý vị. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà www.edencenter.com.